Hi, do hôm gà mọi người kêu mình quay vlog cho nên bắt đầu từ bữa nay mình sẽ quay vlog cho mọi người coi nha. Cuộc đời của mình á, thì mỗi ngày đều lặp lại y chang vậy thôi. Nên mong là mọi người không có chán mình nha. Mình thức dậy lúc 9 giờ. Tại vì hồi tối mình tính coi một tập phim thôi, nhưng mà tự nhiên mình bắt lên cái mình coi tập 1. Xong nó hay quá cái mình coi hết nguyên bộ luôn. Cho nên là mình thức tới 2 giờ sáng nên 9 giờ mình mới dậy. Hồi sáng giờ thì tôi chưa làm được gì cả. Mới tắm xong thì mình bắt đầu quay vlog. Và kế hoạch của mình ngày hôm nay chỉ là nấu ăn, rồi quay TikTok, rồi gì nữa ta, rồi ăn rồi ngủ, rồi đọc sách, rồi học tiếng Anh. Đó là kế hoạch hôm nay của mình. Hiện tại giờ là 11 giờ rưỡi. Bây giờ mình chuẩn bị quay TikTok, nhưng mà trước tiên mình cần ăn trưa. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người 3 tiếng sau nha. Hi, tôi mới ăn cơm xong. Bây giờ là 12 giờ và tôi ra đây để chuẩn bị quay TikTok. Thì bữa nay tôi ăn cơm với kho quẹt trộn nồi, tép rang dừa chấm với khế. Nhưng mà tôi đang có suy nghĩ là tôi có nên nhảy cho mấy đứa coi không? Mấy cái bài TikTok mà tôi làm video trước á, tôi nhảy chưa được. Nhưng mà tôi mới học cái video này, tôi học nhiều lắm để tôi nhảy thử mấy đứa coi được chưa nghe. Bài gì? Anh viết đôi bài tình ca, cầm guitar hát vang, mọi chuyện đơn giản vậy. Thôi bây giờ tôi tạm biệt các bạn nha. 3 tiếng sau tôi gặp lại. Bây giờ tôi quay TikTok đây. Để trời mưa. Ta-da, tôi vẫn chưa quay TikTok xong. Bây giờ tôi chuẩn bị biến hình nha. Ta-da, tôi vừa trang điểm trên TikTok xong mà tôi vẫn chưa có quay khúc biến hình. Giờ tôi tạm biệt mấy ní 5 phút nữa tôi quay khúc biến hình nha. Tôi chỉ khoe mấy ní lớp trang điểm thôi à, đẹp không? Bây giờ tôi sẽ làm tóc để quay khúc biến hình. Bây giờ tôi phải xịt dầu gội khô cho tóc nó bầm lên, nó không có bị bớt. Nói thiệt là cái mùi của chai dầu khỏi khô nè, nó hôi kinh khủng, chịu không có nổi mùi này luôn á. Ở đằng sau ốc cũng hơi bếp bớt nên giờ đổ mồ hôi các bạn. Sụt đằng sau ốc không nha. Thôi. Bữa nay thì tôi định làm kiểu tóc cột hai bên nha, cho nó giống nó cute, nó trẻ hơn, nó giống học sinh hơn. Đối với kiểu tóc này thì tôi sẽ còn 6 cộng dây hung. Đầu tiên tôi sẽ lấy hai cái nhúm tóc này cột lại. Cột rồi thì tôi sẽ luồn qua nha. Kiểu tóc này thì tôi học trên TikTok á. Giờ tôi chỉ lại mấy ní. Luồn qua. Cái khúc này là rất là dễ bị rối luôn nè. Rối rồi. Ok, kéo cho tóc nó phồng phồng lên. Wow, đẹp. Mọi người có thấy gì không? 100 chia 0 bạn nhiêu? Đố mọi người á. Rồi, bây giờ mọi người lấy hai cái tóc này ra. Rồi quấn. Quấn như là quấn dây thừng vậy á. Ý, nó gói nè. Khoan, quấn này. Nó gói rồi. Khoan. Quấn tới đây thì mọi người cột lại nha. Cột lại. Nghĩ là một chút nữa mình phải đi mua dây hun đen á, hết dây hun đen rồi. Rồi. Bây giờ mọi người sẽ lấy một cái nhúm tóc. Rồi luồn qua đây. Ok, rồi. Sau đó là bắt đầu thắt bính. Thắt lại như này. Rồi, cộp lại. Xong. Ok, có đẹp không? Làm bên đây luôn nha. Ok, có đẹp không? Làm bên đây luôn nha. Ta-da, xong rồi, có đẹp không mấy ní? Giờ cột cái này nữa là xong, chúng ta sẽ bắt đầu biến hình. Ok, một cây kẹp lên nữa nha, cho nó cute nè. Kẹp vào trái tim. Rồi, kẹp ngang.
Ok, quá tuyệt. Ta-da! Và đây là outfit mà mình mặc hôm nay để biến hình. Thì mình mặc một cái chân váy xám, một áo sơ mi trắng cùng với một cái khăn choàng cổ. Hứ, đẹp không? Mình đi thấy sao? Quay vòng nha. Phụ kiện của tôi hôm nay sẽ là một cái cặp và một quyển sách. Wow, giống học sinh chưa? Back to school. Vậy tôi xin hẹn gặp lại mọi người sau 30 phút nữa. Bây giờ tôi quay khúc biến hình nha. Bye bye. Quay xong khúc biến hình rồi Mini ơi. Hên quá trời chưa mưa. Hồi nãy tôi có quay khúc ăn khế nữa. Nhớ lên TikTok coi ủng hộ tôi nha. Hiểu không? Theo như tôi để ý thì kênh TikTok của tôi hổng gài nó bị gì đâu. Không phải bị flop mà bị vi phạm cái gì á. Mỗi lần tôi đăng bài là kiểm duyệt rất là lâu, người ta mới cho đăng lên á. Với lại tôi để ý là kênh của tôi phải make up đậm, thiệt đậm. Làm cái gì trang điểm gì kỳ lạ chút chứ không trang điểm như người thường được. Trang điểm xấu thì mới thú vị. Kiểu như tôi làm video kiểu như trang điểm đậm nè. Nếu mà trang điểm nhạt thì cái video nào nó cũng như nhau hết. Với lại tôi không bao giờ làm đẹp, trang điểm đẹp nhất được. Tôi cũng có qua tay, tôi cũng có khéo tay, tôi cũng làm biến nữa. Một clip trang điểm của tôi thường mất con tầm 1 tiếng đến tiếng mấy thôi. Chứ tôi không có trang điểm kỹ kiểu như tôi làm cho ra clip chứ không làm cho ra một cái make up look. Với lại tôi cũng muốn làm video để giải trí thôi à. Chứ tôi biết là tôi trang điểm không có đẹp được. Nên là tôi trang điểm đậm với làm kiểu cho nó hài hài chút. Thấy không? Thấy chua mà chấm ớt, thấy ngọt nè. Gói mấy 100 chiêu không mượn nhiều. Nói rồi tính hết chưa? Học sinh ham học toán. Đây là cái chủ đề là make up back to school. Tại vì tôi thấy là giờ tháng 7 rồi. Ủa, tháng 8 rồi, sắp tụ trường rồi. Trời, nói thế tôi lèo tôi ăn hết luôn. Quá ngon. Chút hái gì để ăn nữa mới được. Bây giờ chắc là tôi tạm biệt mấy ní tầm 30 phút. Có thể hơn một chút hoặc là không tới. Để mà tôi edit clip TikTok. Tôi edit thì không có gì khó. Tôi không có chỉnh mịn da, không có chỉnh sắc nét hay chỉnh màu sắc gì. Tôi chỉ cắt mấy phần thừa, rồi ghép lại, rồi chèn nhạc, lồng tiếng vô. Lồng tiếng thì có sao tôi nói vậy. Tôi nói sự thật thôi chứ tôi. Mày im đi, tao đang nói chuyện mà. Có sao tôi nói vậy, tôi chỉ nói sự thật thôi chứ tôi không có bịa ra. Cho nên là nó rất là đơn giản luôn. Nên tôi edit rất là nhanh. Ok, tạm biệt mấy ní tầm ít phút nữa nha. Ủa, chúng ta nấu ăn. Hello, ăn khoai không? Mời mọi người ăn khoai với mình nha. Thì bây giờ là mời mọi người ăn khoai với mình nha. Thì bây giờ là 4 giờ. 4 giờ tôi mới chụp được ít bức ảnh Instagram và Facebook để đăng Instagram và Facebook. Tôi ít đăng ảnh trên Instagram. Tôi rất là muốn đăng. Nhưng mà ngặt nổi là tôi sợ người ta nghĩ tôi bị tự kỷ hay sao. Nghĩa là tôi không có đi đâu hết á. Kiểu như mình ở nhà mình chụp hình mình đăng hoài, người ta nói mình bị tự kỷ hay sao á. Nhiều khi tôi đăng cái tôi thấy kỳ kỳ quá tôi xóa. Tôi không dám đăng luôn. Nhưng mà từ bây giờ sẽ khác. Từ bây giờ tôi sẽ đăng đều đặn thường xuyên mỗi ngày. Cho nên mấy nấy nhớ vào like ảnh cho tôi để tôi tự tin hơn nghe. Đặc biệt là Instagram á. Instagram tôi được có mấy trăm follow à. Kéo follow tôi đi để tôi được 1000 follow cho biết người ta với. Khoai này là khoai lang Nhật nha. Hôm qua mẹ tôi mới mua 25.000 ký. Ăn không có ngọt, nó khô queo à. Tôi không mua thì ăn ngọt lắm mà nay ăn khô queo luôn á. Thôi giờ tới chiều tôi còn việc gì phải làm ta. Gội đầu, nãy xịt vô gội khô lên á. Tóc nó hơi gần nè, bây giờ một chút nữa là phải gội đầu nè. Rồi làm gì nữa ta. Làm xương sáo. Làm xương sáo ăn với mấy ní. Xong rồi đọc sách. Rồi học tiếng Anh. Đó xong rồi rồi coi tivi rồi đi ngủ thôi. Cuộc đời tôi có nhiêu đó thôi.
không có cần quan tâm tới tiền bạc vậy, chỉ ăn rồi ngủ rồi quay video thôi. Tôi nghĩ là bây giờ tôi nên xóa cái này đi. Ô, không có ra, thôi xóa nó bị lem thì nó sẽ không đẹp nữa. Thôi để quay ăn xương sáo, rồi đi tắm gội đầu rồi tẩy trang luôn ha. Thôi nó khô à. Hồi nãy tôi mới uống 2 trái dừa sim, 2 trái dừa nạo. Ăn củ khoai này nữa no luôn. Nhưng mà sao nó không đã khác, uống nước dừa nó không đã khác. Kiểu mình phải uống nước đá hay sao, giờ thèm nước đá à. Ăn no kiểu này là chiều tôi không ăn cơm. Tôi có như đó, chiều làm xương sáo, ăn xương sáo rồi là nghỉ ăn cơm luôn á. Mình đi đâu là ba con chó mình đi theo mình nè các bạn. Thấy không, cà na, cà tổn, tiểu yêu. Nè cà na, ăn đi. Con cà tổn, con này là con cà tổn nha, nó không ăn khoai. Có con cà na là con đen này nè, nó ăn thôi. Tiểu yêu nó cũng ăn đó nè. Ai, ăn đi mày, đồ yêu nghiệt. Mấy bạn có thích chó không? Mình thì cực kỳ thích chó luôn. Nhưng mà mẹ mình không có muốn cho nuôi nhiều. Tại vì sợ nó phá nè. Rồi nó tha mấy cái đồ dơ giá về, dơ hầy luôn, nó hay tha ghét về á. Cho nên là không cho nuôi. Mà mình thì không có thích mèo, cũng không có ghét mèo luôn. Nhưng mà mình cực kỳ thích chó, còn mấy bạn thì sao? Thôi bây giờ tụi mình đi về quậy xương sáo đi ha. Rồi tôi đi tắm gội đầu nữa, để tối, bây giờ 4 mấy rồi. Đi về, tiểu yêu, cà tốn, đi. Bây giờ tôi pha bột tôi cân nha mấy ní. Cái nồi này là 300g hai mứt nè. Bây giờ tôi phải cân 100g bột xương sáo. Tôi mới mua xương sáo này tôi order trên Shopee á, là bây giờ là phải ra 400g hai mứt. 50g bột mì tinh thì tôi sẽ bỏ vô sao cho được nửa ký nha. Thì là 400g mấy mứt, hai mứt rồi nè, 2,5 rồi nè. Đường thì tôi sẽ bỏ 200g. Bây giờ thì khuấy cho nó sạch sạch lại nha. Quậy sạch rồi chế thêm 2 lít nước nữa nha. Đây xong rồi. Vậy bây giờ tôi hẹn mọi người sau 30 phút nữa nha. Bây giờ tôi đi quậy xương sáo. Đây là xương sáo của mình. Mình múc ít đó nha, chứ không phải là nãy mình ăn. Mình đã cũng có ăn thử vài miếng, nhưng mà mình cũng múc ít, múc tầm tới đây thôi. Mình ăn với nước cốt dừa, đường với nước đá. Theo mình tự cảm nhận thì xương sáo mình nấu cực kỳ dai luôn. Rất là ngon nha. Đáng lẽ ra là còn làm một vài việc nữa, nhưng mà nãy giờ lướt TikTok cả tiếng đồng hồ giờ mới mắc quá. Cho nên có lẽ là bây giờ mình đi ngủ sớm. Tại vì hồi hôm qua mình cũng thức phi quá. Thôi hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye bye.